Việc sử dụng tiếng Việt thành thạo cho trẻ mầm non là rất quan trọng. Với trẻ em người dân tộc thiểu số, điều này càng quan trọng hơn, bởi với học sinh vùng dân tộc thiểu số, ngoài ngôn ngữ chính là tiếng mẹ đẻ, thì tiếng Việt là ngôn ngữ giúp cho các em trao đổi, tiếp thu kiến thức tại các nhà trường. Rào cản về ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giao tiếp và học tập của các em. Trước thực tế này, trường mầm non Tân Phúc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Trường mầm non Tân Phúc có 404 trẻ theo học ở một điểm trường chính và 4 khu lẻ, với gần 100% học sinh là người dân tộc Thái và Mường. Những ngày đầu năm học, nhiều em còn nhút nhát, một bộ phận học sinh còn chưa biết nói tiếng Việt, nên công tác giáo dục chăm sóc cho các em học sinh ở đây gặp không ít khó khăn. Cùng với đó là sự tiến bộ và giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Trong những năm gần đây, ở một số địa phương vùng dân tộc có sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, tuy nhiên điều này lại vô hình chung khiến cho tiếng Việt bị trộn lẫn với tiếng dân tộc, dẫn đến tình trạng sử dụng tiếng Việt của trẻ không đạt chuẩn, ảnh hưởng nhiều đến quá trình học tập của các em sau này. Nhận thức được vai trò tăng cường tiếng Việt cho trẻ qua hoạt động khám phá khoa học, khám phá môi trường, thế giới quan là một việc làm không thể thiếu, mang lại hiệu quả tích cực với trẻ em. Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu và giáo viên nhà trường đã triển khai thực hiện tăng cường tiếng Việt trong các buổi học, tạo ra sự hứng thú sôi nổi cho các em học sinh. Con ơi, cô mời các con cùng quan sát lên đây cùng cô giáo nào. Cô đố đang con số mấy đấy nhở? Số 5. À, đúng rồi. Chữ gì đây các con? Số 5. Rồi, chữ gì đây nhở? Cô đố các con số mấy đây? Số 5. Các bạn rất là giỏi. Chữ gì đây các con? Rất là giỏi, đều biết hết số và chữ rồi. Bây giờ chữ gì đấy các con? Rồi, rất là giỏi. Một trong những giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ mà nhà trường áp dụng chính là xây dựng các góc học tập, đồ dùng, đồ chơi gần gũi, thân thiết với học sinh. Đặc biệt, mỗi lớp học đều xây dựng một góc địa phương để trưng bày những vật dụng gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc nơi đây như thúng, mùng, rổ, giá. Với những chất liệu đa dạng nhưng vô cùng gần gũi như tre luồng, dây mây được các cô và hội cha mẹ học sinh tự tay làm nên. Mỗi đồ dùng đồ chơi đều gắn tên rõ ràng, dễ nhìn thấy. Sau mỗi buổi học, giáo viên không quên nhắc lại tên các vật dụng đã học để học sinh dễ nhớ. Bạn Mai Chi cho giáo biết, hôm nay cô giáo dạy Mai Chi học những gì? Dạy học múa, dạy học hát, dạy học thơ, dạy học chuyện, một tên một số đồ dùng đồ chơi. Và cái gì nữa nhỉ? Các loại cây củ quả. Gì nữa? Tên các con vật trong các câu chuyện đúng không nào? Để thực hiện tốt mục tiêu tăng cường tiếng Việt theo hướng đạt chuẩn cho trẻ, từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã triển khai cho giáo viên xây dựng môi trường trong và ngoài lớp phong phú về hình ảnh, đa dạng về chất liệu, kết hợp gắn chữ trên các bảng biểu, các góc học tập, đồ dùng, đồ chơi, tên các loài hoa, cây xanh quanh khuôn viên nhà trường. Xây dựng các góc sân vườn gắn với các địa danh nổi tiếng ở địa phương như chùa Mèo, thác Ma Hào, dạy các em nhận biết các loài cây, loài hoa, con vật để giúp các em dễ hiểu, hiểu nhanh và từ đó nói tiếng Việt sẽ nhanh hơn, rõ hơn, chính xác hơn. Để thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại nhóm lớp thì trước tiên là tôi xây dựng kế hoạch của nhóm lớp mình làm sao cho phù hợp với đặc điểm của trẻ, phù hợp với địa phương mà mình đang công tác. Thứ hai là tôi tạo môi trường học cho trẻ, như làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động học, hoạt động chơi của trẻ. Tôi có thể gắn chữ, gắn thẻ số lên các đồ dùng, đồ chơi đấy để tạo cho trẻ khám phá và tìm hiểu và trẻ làm quen với tiếng Việt, làm quen với chữ số. Tiếp theo thì tôi có thể là trang trí các góc trong lớp, ví dụ như các góc theo chủ đề, chủ điểm để trẻ có thể tìm hiểu và khám phá thêm về các chủ đề, chủ điểm được sâu hơn. Và qua đó trẻ có thể học được tiếng Việt, học được chữ cái, chữ số qua các chủ đề đấy. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi đưa vào cái góc trang địa phương, tức là đưa những đồ dùng vật dụng thiết thực từ địa phương vào góc lớp để cho trẻ làm quen. Và chúng tôi có thể gắn lên đấy chữ và thẻ số, chữ để cho trẻ biết được đồ dùng đấy có tên gọi là gì tại nhóm lớp.
Một trong những giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số hiệu quả đó chính là tiến hành trao đổi song song tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số trong các hoạt động. Để thực hiện vấn đề này, trong mỗi bài dạy, giáo viên sẽ chọn ra 3 từ tiếng Việt cho trẻ làm quen. Bên cạnh việc dạy trẻ phát âm chuẩn 3 từ này, giáo viên sẽ dạy lại bằng tiếng dân tộc Thái Hoàng Mường để giúp các em học sinh dễ hiểu, hiểu nhanh và từ đó nói tiếng Việt sẽ nhanh hơn, rõ hơn và chính xác hơn. Và một trong những lợi thế của nhà trường đó là đội ngũ cán bộ giáo viên ở đây có đông đảo người đồng bào dân tộc Thái và Mường, do đó việc tiến hành trao đổi song song các thứ tiếng được thực hiện thuận lợi hơn rất nhiều. Nhiều bài giảng của giáo viên rất sáng tạo đã tạo nên sự hứng thú, ham thích trong việc học của các em. Ở trường mầm non Tân Phúc, để tăng cường tiếng Việt cho trẻ thì nhà trường thứ nhất là đã xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế ở đơn vị địa phương. Cái thứ hai nữa là nhà trường đã triển khai cái kế hoạch đó đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều nắm được cái nội dung tăng cường tiếng Việt cho trẻ. Và cái việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ đã được triển khai ở tất cả các khu, nhóm lớp. Các cô đã tạo cái môi trường mở cho trẻ để trẻ được hoạt động, trẻ được trải nghiệm, để cái tăng cường cái vốn tiếng Việt chuẩn cho trẻ. Và nhà trường đã phối kết hợp với phụ huynh về cái việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ, dạy tiếng Việt chuẩn cho trẻ và thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt với trẻ ở trong gia đình. Và từ đó trẻ được trải nghiệm và củng cố tăng cường cái vốn tiếng Việt cho trẻ. Trẻ được học cái tiếng Việt chuẩn ở nhà trường. Mỗi tiết học trên lớp thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà các cô giáo trường mầm non Tân Phúc dành cho các em, nhằm khơi gợi cho học sinh niềm đam mê học tập, có hứng thú để mỗi ngày đến lớp của trẻ thật sự là một ngày vui và ý nghĩa. Đây là động lực để cô và trò trường mầm non Tân Phúc tiếp tục gặt hái được những thành công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.